Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Trong chương trình sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay 22 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch, Hội Lim đã chính thức khai hội tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Sáng 21 tháng 2, tại trụ sở Bộ Thương mại Mỹ đã diễn ra cuộc điều trần về cá tra cá ba sa của Việt Nam nhằm đưa ra bằng chứng thuyết phục Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục sử dụng Bangladesh làm nước thứ ba để căn cứ tính thuế cho Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Washington bắt đầu chuyến thăm nước Mỹ nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh song phương. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tới thủ đô La Habana bắt đầu chuyến thăm Cuba nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thương mại song phương. Thưa quý vị, cuộc hội thảo khoa học với chủ đề góp ý hoàn thiện dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 do tạp chí Nghiên cứu Lập pháp thuộc Văn phòng Quốc hội phối hợp với tạp chí Pháp luật và Phát triển thuộc Hội Luật gia Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội đã làm rõ và sâu sắc thêm nhiều vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện thể chế chính trị, chế định quyền con người, chế định quyền tư pháp và cơ chế bảo vệ hiến pháp. Đánh giá tổng quan dự thảo hiến pháp và việc hoàn thiện thể chế chính trị, các nhà khoa học nhận định Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa ra một bản dự thảo hiến pháp có nhiều nội dung đổi mới quan trọng. Thể chế cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sửa đổi bổ sung năm 2011 và các nghị quyết của Đảng từ sau Đại hội 11. Đáng chú ý, dự thảo hiến pháp đã tiếp cận nhiều giá trị của chủ nghĩa hợp hiến hiện đại, phản ánh sự phát triển của tư duy hiến pháp ở Việt Nam về chủ quyền lập hiến, phân công quyền lực, kiểm soát quyền lực, chế độ bảo hiến, quyền con người, quyền công dân. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của nhân dân và xu thế mang tính thời đại. Góp ý vào việc hoàn thiện chế định quyền con người, quyền công dân, các nhà khoa học cho rằng dự thảo có 38 điều quy định liên quan, chiếm trên 30% tổng số điều là thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cần hoàn thiện quy định về tên chương trình này theo hướng khái quát hơn, quy định rõ hơn nội hàm mỗi quyền. Trường hợp có những quyền là bất khả xâm phạm, bổ sung một số quyền mới như quyền giám sát và phản biện xã hội, quyền tư pháp người chưa thành niên. Liên quan đến việc hoàn thiện chế định hành chính, tư pháp, các nhà khoa học kiến nghị bổ sung hoàn thiện các quy định liên quan đến nguyên tắc suy đoán vô tội nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời quy định rõ hơn nguyên tắc tranh tụng cần phải được đảm bảo trong mọi hoạt động tố tụng. Có ý kiến đề nghị phục hồi lại Điều 12 Hiến pháp năm 1992 về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nhưng cần bổ sung phát triển thể hiện được khái quát bản chất dân chủ cũng như bổ sung nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân về bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Về vấn đề hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp, các nhà khoa học nhận định rằng Hội đồng Hiến pháp là một chế định kiểm hiến thích hợp nhất trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, để bảo đảm cho tính độc lập của hoạt động kiểm hiến và bảo đảm cho hoạt động có hiệu quả, tuân thủ nguyên tắc nhà nước pháp quyền, thì dự thảo hiến pháp cần tạo lập một chương riêng về Hội đồng Hiến pháp. Cũng có ý kiến cho rằng dự thảo hiến pháp cần quy định thành lập Viện Hiến pháp. Trên 30 bản tham luận của các chuyên gia nhà khoa học dự hội thảo sẽ được đăng tải trên hai tạp chí và chuyển đến Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp. Thưa quý vị, ngày hôm nay 22 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch, tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh, người dân Bắc Ninh cũng như du khách khắp nơi lại về với hội Lim, về với những câu mời chào đầy ý nhị và chan chứa tình người của liền anh liền chị quan họ Bắc Ninh. Mặc dù sáng nay thời tiết có mưa nhưng dòng người đổ về lễ hội mỗi lúc một đông. Điểm mới tại hội Lim năm nay là tất cả các lán hát quan họ không được sử dụng thiết bị âm thanh, trừ sân khấu chính tại khu vực đồi Lim do nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh biểu diễn được sử dụng thiết bị âm thanh, loa máy hỗ trợ. Dịch vụ hàng quán xung quanh khu vực lễ hội cũng được bố trí sắp xếp lại. Năm nay do được chuẩn bị chú đáo từ trước nên trật tự an toàn giao thông tại khu vực dẫn vào lễ hội không diễn ra cảnh ùn tắc, an ninh trật tự được đảm bảo. Tại khu vực xung quanh lễ hội không diễn ra nạn cờ bạc hay ăn xin như vẫn thường thấy ở các lễ hội đầu xuân. Trong hai ngày diễn ra lễ hội, ngoài 4 lán trại quan họ và sân khấu lễ hội, ban tổ chức còn bố trí các canh hát tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh, Hoài Thị, Hoài Thượng, Hoài Trung, Bái Uyên, hát quan họ tại gia đình các nghệ nhân. Có một gia đình ở bản Làng Ho thuộc xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình đang sở hữu một cây trầm hương quý hiếm. Cây này được trồng cách đây khoảng 35 năm, ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn tại tỉnh Quảng Bình.
Cây trầm hương có đường kính thân trên ở điểm lớn nhất hơn 0,7 mét, chiều cao hơn 15 mét. Tán cây phủ một khoảng đất rộng chừng 20 mét vuông. Anh Nữ và chị Dày cho biết cây được bố mình là ông Hồ Khăm trồng từ rất lâu. Gia đình không nhớ chính xác là từ bao giờ. Còn theo trí nhớ của già làng Hồ Văn Cao thì cây được trồng gần 35 năm nay. Cách đây một thời gian, có người dưới xuôi lên bản phát hiện được cây trầm hương cổ thụ này và muốn mua nhưng gia đình anh Nữ không bán. Đầu tiên trả là 30, rồi thôi, nữa không bán. Rồi thôi 40 cũng không, 100 triệu cũng không, vì đây là kỷ niệm của bố tôi. Thế nên nó không bán, là đúng. Giá trị của cây này hiện bây giờ thì thấy là chúng tôi nhìn thấy là rất lớn, cho nên cũng khuyến khích gia đình nên chăm sóc và bảo vệ, bảo tồn cái môi trường. Trầm hương là gỗ có chứa nhiều nhựa của cây trầm, có mùi thơm đặc biệt. Đây là một vị thuốc quý hiếm trong đông y. Trầm hương còn có một vài tên gọi khác như kỳ nam, trà hương, gió bầu, trầm gió. Mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông từ Tết Nguyên đán đến nay đã giảm cả 3 tiêu chí, nhưng các địa phương, tổ chức, ban ngành, lực lượng công an ở Thừa Thiên Huế vẫn đang tập trung cao độ, tiếp tục duy trì trật tự an toàn giao thông. Đây là một trong những lễ hội truyền thống được tổ chức ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Con đường liên thôn, liên xã từ sáng sớm đã tấp nập người đi lại. Nhưng theo ghi nhận thì tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông vẫn được đảm bảo. Không chỉ người dân tham gia giao thông một cách trật tự, đúng luật, mà ngay cả nơi giữ xe cũng được bố trí sắp xếp gọn gàng, quy củ. Lực lượng cảnh sát giao thông tại đây đã phối hợp với địa phương tổ chức lễ hội lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông từ sớm. Để bảo đảm công tác tổ chức lễ hội bảo đảm an toàn về an ninh trật tự cũng như về an toàn giao thông, công tác vệ sinh, ủy ban xã đã có kế hoạch cùng với ban tổ chức, ban công an huyện, công an huyện Phú Vang, công an xã Phú Mậu là có kế hoạch về tuần tra các điểm để như bảo đảm bà con là trong cái ngày lễ. Sau Tết cũng là dịp cao điểm đối với các bến xe ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hàng trăm xe trong các bến đã được tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Tại các bến xe, các lực lượng chức năng đã phối hợp tăng cường quản lý và kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm đối với xe ô tô vận chuyển hành khách quá số người quy định trước khi xuất bến. Tại các quầy bán vé xe, tài sản cho người dân đến mua vé cũng được đảm bảo an toàn. Giá vé xe cho các chặng đường đi từ Huế được niêm yết công khai. Phối hợp với các cái lực lượng chức năng rồi đảm bảo cái công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự trong khu vực bến, đảm bảo cho hành khách đi xe là được an toàn khi mà vào bến đi xe. Thứ hai là trong một số ngày cao điểm thì công ty cũng đã phối hợp với các cái đơn vị vận tải để bố trí thêm các kỳ, một ngày là bố trí thêm khoảng dự phòng là khoảng 30 đầu phương tiện. Tuy nhiên, việc xử lý các phương tiện giao thông tại các bến xe cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng xe rủ, bến cóc, dừng bắt khách không đúng quy định vẫn ngang nhiên trước các bến xe trong thành phố. Ở trong cái công tác quản lý thì tôi nghĩ là nếu mà các cái lực lượng chức năng mà nguyên bố trí một cái lực lượng thường xuyên túc trực 24/24 tại các cái vị trí đó thì tất nhiên là sẽ không có cái tình trạng là phương tiện vi phạm, vì hầu như bữa nay là theo cái nghị định 71 của chính phủ thì cái vấn đề xử lý phương tiện mà đầu đổ bắt khách không đúng nơi quy định là phạt rất là nặng. Để khắc phục tối đa, giảm thiểu ùn tắc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã duy trì huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm tại các tuyến giao lộ. Trong nội thành cũng được huy động thêm các chiến sĩ để hướng dẫn, điều hòa giao thông vào giờ cao điểm và giải quyết kịp thời khi có ùn tắc giao thông xảy ra. Một điều đáng mừng là từ Tết Nguyên đán đến nay thì số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã giảm về cả 3 tiêu chí. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự xã hội, an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân trong các lễ hội xuân và thời gian trở lại công việc sau ngày nghỉ Tết. Như chúng tôi đã đưa tin vào sáng qua 21 tháng 2, tại trụ sở của Bộ Thương mại Mỹ đã diễn ra cuộc điều trần về cá tra, cá ba sa Việt Nam nhằm đưa ra bằng chứng thuyết phục Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục sử dụng Bangladesh làm nước thứ ba để căn cứ tính thuế cho Việt Nam. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Mỹ ngay sau cuộc điều trần này. Cuộc điều trần đã kéo dài tới 2 tiếng.
Theo trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Mỹ và các luật sư tham gia, thì các lập luận và bằng cớ mà phía Hiệp hội Cá da trơn Mỹ tại buổi điều trần đưa ra là không mới. Trong cái buổi điều trần công khai này thì phía Bộ Thương mại Mỹ muốn nghe ý kiến của các bên, luật sư của các bên về cái việc là có nên tiếp tục dùng Bangladesh là cái nước thứ ba để mà tính trị giá tính thuế hay là chuyển sang là dùng cái nước thay thế khác, tức là Indonesia và Philippines. Và với các cái lập luận hết sức là sắc bén của các cái luật sư đại diện cho phía Việt Nam thì đã tại cái buổi điều trần ngày hôm nay thì các luật sư đã nêu lên rất rõ cái việc là nên tiếp tục sử dụng Bangladesh là cái nước thứ ba để mà tính cái trị giá tính thuế cho phía Việt Nam. Và với cái việc dùng Bangladesh làm cái nước để mà tính cái trị giá tính thuế thì như vậy là sẽ có lợi cho cái Việt Nam cũng như là có lợi cho cái Bộ Thương mại trong cái việc là thu thập các cái số liệu cũng như là các cái số liệu liên quan đến các ngành sản xuất cá tra và cá ba sa của Việt Nam. Họ cũng trình bày mạnh mẽ, nhưng những lý lẽ của họ thì chúng ta đã nghe nhiều lần, đã thảo luận và cũng đã từng được phán quyết rồi. Những vấn đề họ chỉ ra cũng không mới, nên chúng ta có thể hy vọng Bộ Thương mại Mỹ sẽ có một phán quyết có lợi cho Việt Nam. Vậy Bộ Thương mại Mỹ đã phản ứng thế nào? Có những dấu hiệu để dự báo tốt không thưa ông? Trên thực tế thì khó để nhận thấy nhiều những dấu hiệu là họ nghĩ sao và họ nghiêng về phía nào. Nhưng có thể nói đây là một quy trình xem xét minh bạch. Họ không thảo luận quyết định, nhưng những phản hồi của Bộ Thương mại Mỹ là tích cực. Cách họ đặt câu hỏi cho chúng ta cũng tích cực, cũng giúp chúng ta nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là số phận của cá tra và cá ba sa với kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ, thị trường lớn thứ hai của cá tra và cá ba sa Việt Nam với giá trị là hơn 358 triệu đô la trong năm 2012, sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Bộ Thương mại Mỹ ấn định vào ngày 14 tháng 3 sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục chọn Bangladesh làm nước căn cứ thứ ba để tính giá và tính thuế đối với cá tra và cá ba sa của Việt Nam hay không. Và lúc đó thì chúng ta sẽ biết được thuế suất của cá tra, cá ba sa xuất khẩu vào thị trường Mỹ trong thời gian tới sẽ như thế nào. Nếu như đúng như những gì mà phía chúng ta dự đoán, nếu có một sự thay đổi xảy ra với thuế suất lên tới từ 20-30% thì chắc chắn là cá tra và cá ba sa sẽ không thể xuất khẩu vào Mỹ với mức giá hiện nay và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới. Tuấn Đạt, phóng viên Thông xã Việt Nam tại Mỹ. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản cho biết, đoàn thanh tra của Liên minh châu Âu EU vừa đưa ra đánh giá về hệ thống luật lệ, cơ cấu tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thẩm quyền trung ương và địa phương trong kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất thủy sản của Việt Nam, tiếp tục đáp ứng quy định của EC. Kết quả này được đoàn thanh tra của Liên minh châu Âu đưa ra sau chuyến thanh tra hệ thống kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản xuất khẩu vào EU tại Việt Nam vào cuối năm ngoái 2012. Tuy nhiên, thì đoàn thanh tra của Liên minh châu Âu cũng chỉ ra các lỗi tồn tại liên quan đến điều kiện vệ sinh của các cơ sở trước chế biến cần tiếp tục phải cải thiện nhằm đáp ứng đầy đủ quy định của EC. Nhằm thực hiện các khuyến cáo của đoàn thanh tra của Liên minh châu Âu, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến, đào tạo, tập huấn cho chủ tàu, cán bộ quản lý cảng cá, cơ sở nuôi, cơ sở thu mua, kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm. Các chi cục quản lý nông lâm sản và thủy sản cần tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh đối với các cảng cá, tàu cá.